Ok, hô lên em. Hôm nay thì tiếp tục phá đảo con God of War thôi. Nay tôi sẽ chinh phục cái level 5. Game này có cái mà vụ là nó hay bật mà. Ủa cái gì xin vệ sinh đâu tiêu rồi. À đây nè, nó hay bật cái vệ sinh lên lắm. Nhất là mỗi lúc bắt đầu á. Sao nó sáng dữ vậy ta? Để mấy số nguyên tố thì cho nó dễ nhìn. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Thì tập trung vào thương thủ thôi. Tôi coi được unlock được cái gì không? Được mỗi cái này à? Chả tới dùng máy tôi cũng không xài nữa. Mấy cái lát này nào chơi tới tính. Mạnh cận chiến xét thương đạn à. Dễ nhất trong số cái dàn nhân vật này thì tôi nghĩ là thương thủ là con thứ hai, con đầu tiên thì luôn luôn là con xạ thủ nè. Xạ thủ nó bắn rất là nhanh mạnh luôn, còn pháp sư thì tôi chịu. Yếu cực kỳ yếu, cứ đợi đến cuối luôn. Thương thủ thì tôi sẽ bui tốc độ di chuyển lên cầm vũ khí này đầu tiên ha. Cái lá cờ nó cũng gì luôn. Đầu mấy cái quay đầu mình cố gắng mà bán máu lấy mà kinh nghiệm thôi. Lên được 4 level lõm. Đó, tôi sẽ lấy cái móng ngựa này để tăng tốc độ đánh lên cho nó nhanh. Độ tấn công lấy cũng được. Hút máu à? Hút máu không lấy đâu. Thêm thùng có vẻ khá là ngon lúc đầu á. Đây. Cái này là lúc đầu thì nó khá là yếu đó nhưng mà nó rất là hợp với thương thủ nha. Sẽ dời cách xếp xuống. Để như thế này thì ba vũ khí nó đều sẽ tắt với được cái móng ngựa này. Cái cục này thì nó cũng sẽ tắt với cái thanh này luôn. Ngoài ra thì cái thương dài này sẽ boost 10 tầm đánh cho cái vũ khí màu tím của mình. Để như nãy nó chỉ boost cho vũ khí màu trắng thôi. Quầy hai mà có mấy anh tay dài xuất hiện rồi. Rất là khó chịu luôn nha. Quầy này cố gắng cũng phải 3 level. Rồi đủ chỉ tiêu rồi đó. Ta muốn có một cái cây hút máu, cây này lấy khoảng 2 cây thôi. Vũ khí chính của mà cái nhân vật của mình vẫn là cây thương, nó tên thương thủ mà Lancer mà. Cây thương này thì nó gập một cái đầu xuống. Lấy bên trái cũng được. Ok. Cây này tí nữa sẽ lấy sau. Giờ lấy luôn cũng được, bán cái này đi. 10 tâm đánh ban đầu nó không có quan trọng. May mắn rất là quan trọng nha. Cái chỉ số may mắn cực kỳ quan trọng luôn á. Mới vô mà mất hai giáp thì nguy hiểm lắm. Rồi đi thôi. Quái bị nó chạm mình cái là gần chục máu nên mất hai giáp là cực kỳ nguy hiểm.
lúc mà cái điểm kỹ năng tôi nâng rồi lấy hơi nhiều vô cái điểm mà phạm vi nhặt đồ rồi, nên mình rất khó control ba cái vụ nhặt máu với mà ba cái bất tử á. Nếu như tầm đánh nhặt, tầm nhặt của mình nó thấp hơn thì dễ, chứ bây giờ nó cao quá. Cái này là một những khí chấn phái của mình đó nha. Anh em nào chơi cái thương thủ mà lát thứ hai đó, cái lát đứng yên đó, thì cái này rất quan trọng. Còn bây giờ có thể là chưa. Giờ chắc chưa cần đâu, lấy tạm mấy cái này cho nó thăng tiến sức mạnh tí đã. Cái liềm hút máu này khó xài lắm. Ok, hai cái này nó đều được setup với nhau hết, cái này cũng tắt. Quay sau cố gắng kiếm thêm cái vũ khí thứ ba, thứ tư. Đau đau đau. Thiếu một cấp nữa trời. Phát nữa mới lên đường level nữa. Hiện tại cái này thì chưa cần thiết. Xoay quanh cái vũ khí này, nên nâng cái ô dưới này đi. Cái này không phải là cán dài, mình tập trung vô cán dài thôi. Thùng rất là nhiều thùng luôn. Thuốc đầu game rất là mạnh nha, tăng thẳng vô sát thương luôn nha. Đặt như thế này thì ba cái hộp này nó đều được cái hiệu ứng luôn. Riêng cái hộp này nó được gấp 2 lần hiệu ứng nè. Như bây giờ tốc độ di chuyển đam 37 mà bỏ ra là 34 nè. Bây giờ có hai cái này vẫn chưa cần thiết, đi thôi. Có được cái vũ khí thứ tư rồi. Là mình yếu quá đánh không nổi. Đánh cái đó mà không chết đừng quái nữa luôn. Cái này còn một may mắn cũng khá là ngon á.
trừ 3 tốc độ di chuyển là tuyệt đối không được cầm luôn á. Sau này mình gắng cố gắng kiếm được cái yên ngựa. Nên lấy cái này không? Bỏ một cái thùng đi. Lấy cái đó thì hiện tại thì cũng có thể để đây thôi. Này cũng quan trọng đó nè. Ê, tự nhiên bán cái đó, bán lộn rồi. Mắc hai giáp nguy hiểm lắm. Đầu tiên mình có thể mà nhận lợi ít tiền nhưng mà tăng ép. Ép đầu tiên thì lần cầu tiết rất là nhanh luôn. Như cái này nè. Cố gắng để chỉ số may mắn lên rồi mình gọi. Giao sao bớt cái thùng đi. Lấy di chuyển hay may mắn thôi. May mắn thì mình yếu hơn nhưng mà đánh chậm hơn. Bá đi giao sao bá lúc bắt đầu mua đồ mình mang nó vô. Có cái máu với mà level ở bên này. Cái quay này thì mấy con này nó hơi khó chịu một tí thôi chứ không nguy hiểm. Rồi hai ô qua thì xếp dọc. Ừ, cái này là hồi lúc tôi chơi con bắn súng thì nó trả ra luôn. Cái này đầu game vô lấy thì nó lên cấp rất là nhanh, lên nhanh để mình nâng cầu tiết. À, cái trang bị chấn phái của mình nè. Thì để coi nên đặt vị trí này. Nên bỏ cây thương rồi luôn á. Mình chỉ tập trung vô xài là bốn vũ khí chính ban đầu á. Tí nữa tôi sẽ kiếm cây kiều. Thì để đây mình sẽ tắt được ba cái rồi. Nếu như dời cái cây này lên trên để dọc gì nó sẽ tắt đủ bốn cái luôn, nhưng mà hiện tại không biết có nên không. Rồi giải lên đi. Cái này không dời đi được. Này dời xuống. Thêm cái thùng đó. Gái gì ngon ngon cái hai giáp à. Giáp thì đi với cây rìu nó mới ngon. Kệ cầm đại đi. Không phải cây này. Đi thôi. Bốn số 7. Vừa nói 4 số 7 xong mất đóng máu. Phá thùng đi.
Ê, tính đâu cái thùng bất tử, hóa ra thùng máu không à, làm tôi cho lưỡi thẳng cho bầy quái. Mai mà vẫn sống nè, cái ghiều nè, cái ghiều này tôi sẽ đặt ở đây. Lên được tới là mười mấy cấp rồi. Cái ghiều này cái đầu nó nên quay ra hướng này. Để mình đặt cái cây lưỡi hái ở đây, nó giống cái này, nó câu được hai cái luôn. Cái này để gần cái ghiều nha. Còn mấy cái đồng xu này thì phải để gần hai cái đầu thương này. Tí nữa xuyên đến mở bên đây, để thêm cái nữa. Cái cây này thì trước sau cũng phải dời rồi. Cái cục này là phát huy hết tác dụng rồi đó. Đó, cái cục này có 2 giáp, 4 giáp. 10 tầm đánh rất là ngon luôn. Giờ cái này đi xếp xếp được cái 10 tầm đánh đó. Mới cái thùng đi. May mắn. Đây. Mới quầy 7 mà may mắn mười mấy nó ra đồ đỏ luôn rồi. Cầm tạm cũng được. Nó chỉ có 3 sức mạnh cận chiến thôi mà bắt 3% chí mạng. Ngoài ra mình được hưởng một tí sức mạnh phép thuật của cái cây này nữa nè. 50 sức mạnh phép thuật. 50% là sức mạnh phép thuật nó sẽ cộng vô cây này, nhưng mà không nhiều. Nên chắc bỏ thôi. Máu 20, cắn máu cái mới được. Không thôi là hiểu luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục. Lúc nào cần gon thì hả gon. Bây giờ giữ tiền cho 500 đó. Có cây ghiều vô thì cái phạm vi của mình nó quay quay nó đỡ. Với tăng được mấy tầm đánh, 10 tầm đánh đó. Giết mấy con cầm gậy nè, để nó bắn đạn ra khó chịu lắm. Mười tầm đánh trong con game này nó cũng rất là nhiều đó nha, chứ không phải ít đâu. Mình có thể lấy thêm cái này để cho nó nhanh lên cấp nữa. Ở trên này nè. Rồi mở bên trái. Ô nữa có gì nét nhét cái lưỡi hái vô đây được. Lưỡi hái nó đứng 5 ô dọc nè. Hai mười sáu mua luôn. Vô dòng sát thương ngon đó. Đây lưỡi hái đây. 51 mình phải bán mấy đồ, bán bớt một mới đó. Giáp trừ 3 thì hy sinh 3 cái đi.
Xí ngầu này. Mai rùa giảm tốc độ tấn công rất là nặng. Nhưng mà 10 giáp 6 máu à. 10 giáp thì quá là ngon luôn. Chỉ là đánh chậm hơn rất nhiều thôi. Để phá đi. Giao sao mình tính. Bây giờ cho ăn món lên đỏ đó. Ok không? Tầm round 13, 14 á thì mình bắt đầu mới kiếm cái vũ khí chân phái, cái trang bị chân phái chứ. Trang bị chân phái của mình là cái yên ngựa. Yên ngựa 7 lót. Ê. Nó cắn đau quá. Sao không thấy cái thùng nữa nhìn vậy? Chưa chết nó nữa. Đầy máu. Cái này có cục máu này, mai rùa, cái này hút máu. Tôi sẽ bán cái thằng này đi. Bán này đi. Không nên giữ nhiều nó quá. Tốn lót cái lắm. Tăng vô sát thương không gì ta. Cái này anh em nào chơi súng thì bắt buộc phải lấy nè. Bớt tí sát thương lấy tí hút máu. Ok luôn. Cánh cánh này phải lấy rồi. Món nào muốn hy sinh đâu, hy sinh đi. Bây giờ hy sinh cái nào ta? Đôi giày cũng phải lấy nữa. Đôi giày nhiều người chơi là yếu nhưng mà tùy cái nhân vật của mình nha. Nhân vật của mình tốc độ di chuyển nó rất là cao nè. Nên phải lấy đôi giày. 7% tốc độ di chuyển là gần như cao nhất nhện game này đó. Có điều nó hơi tốn lót mà. Còn có 2 tiền à trời. Hoang phí. Bắt đầu tiết kiệm thôi, tích tiền thôi. Tích khoảng là 2-3 ngàn. Sao mới nãy con còn giờ hai con này? Hết 5 giây rồi, chạy. Trời ơi, đâm như xin dao vậy á. Thùng đâu, máu đâu. Ba level đủ chi tiêu rồi. Cũng level cũng được. Đôi giày thì nên đặt ở vị trí này nè. Tôi sẽ lùi hết tất cả cái đồ qua ngô luôn. Cái ô này không tác dụng. Tốc độ di chuyển 51, đẩy lên 42 là 9%. Ok.
cái người ta vô cực, cái này nó ra hoài luôn mà tôi chưa có dùng cái món này lần nào hết. Không, trừ tỷ lệ chí mạng á. Trễ lấy tạm cũng được, giờ chưa có cái món nào để thay đổi. Gần tay là hai cái này phải để gần nhau. Mấy cái kính này về sau là dục hết à. Hút máu 21 tạm được rồi. Cái này anh em nào đứng yên thì chơi cái này được. Hút máu 5% nhưng mà nó không bị trừng phạt gì. Cũng được đi. Cái này đặt đây, hai cái này. Đặt cái găng tay đây thì nó tăng thêm được 2% chí mạng nữa. Tỷ lệ chí mạng để bên đây thì nó 25 thôi, đến đây nó lên được 27, còn một ô nhưng mà tiết kiệm tiền đó. Bây giờ năm quay kế là mỗi quay phải để là 4-500 á. Tôi đang kiếm một cây mà ghiều giống như cây thương giống thế này nó. Đụng con slam nhẹ ăn cái mất 10 máu. Ý, chém gió cái Yasuo à. Có cái này rồi thì tôi sẽ dục bỏ luôn cái này. Cái này lấy vô hơi mạo hiểm nhưng mà lấy cũng được. Cần mở cái này nào. Ừ. Dưới cũng được. Cái này nó có cái dòng phụ là máu giảm xuống một cái tầng tiếp theo nha. Nhiều anh em chơi mà không để ý cái dòng này là tính toán sai cái là toang luôn á. Hút máu thì hiện tại mình không cần, tất cả vũ khí của mình đều có cái hút máu kế bên thôi. Có lấy muốn lấy cái này nè, mất 200 sát thương nhưng mà hút thêm 4 nữa thôi. Lắm thùng thế này được, mất tí máu lấy thêm tí thùng. Rồi đi thôi. 4 với 2 là 6. Thêm cái vũ khí 7 nữa. Thứ 7 nữa là vừa. Một máu. Hút chưa nhanh nha. Hút chậm là đi luôn đó. Rồi sống rồi. Tí nữa mình kiếm cái trái tim á, cái trái tim thì nó sẽ tác với hút máu nhưng mà nó lại trừ máu mình đi. Nếu như nó trừ dưới 30 máu thì không sao, 50 máu thì không sao.
Nãy giờ gon cũng nhiều lắm á, mà nó không có ra cái đồ ghèn. Cái này cũng ngon nè. Lấy sớm thì hơi lỗ, nhưng mà lấy được thì cũng lấy. Thầy lấy đồ lẻ, lấy đồ trên nữa rồi. Cái rìu này tôi muốn lấy thêm chứ không muốn bỏ cái này. Nào, bỏ đi. Hai đôi giày không thấy dụng gì đâu. Sai lầm của tôi là khi lấy hai đôi giày á, trừ 4 may mắn thì cũng hơi phí á. Nhưng mà lấy vô thì rất là mạnh luôn. Mình chưa có thiếu đam nên không cần đâu. Cái liếm nhỏ này. Không, may mắn là may mắn rồi. Rồi đi thôi, 700 tiền. Đầu game vô anh em nên chạy đi phá hết mấy cái bình đi. Tại vì để mấy cái bình đó là nó tốn thêm đồ đánh của mình mấy lúc quan trọng á. Trời, hai bất tử cùng lúc. Máu lên cấp, tôi cần lên cấp chưa? Thịt bò baby quy, bò nãy trâu với gì ta, đam mình thấp quá, mới có mấy chục à. Nào chỉ số may mắn cao cao thì mới tiếp tục gon kiếm mấy cái trang bị chiến phái là xong, thêm một cây thương nữa được rồi. Rồi 3 level được rồi, đủ chi tiêu. Đai này mất 2 giáp. Lấy được một cái thương nữa chắc tôi bán cái này đi luôn á. Hoặc là để cái thương vô dời cái này xuống dưới. Giờ tăng ở dưới dần dần đi. Này cũng được. Cái tăng số lượng kẻ địch á, khi anh em mà mạnh vượt trội thì cái này nó là lợi thế chứ không phải là khuyết điểm nha. Rất là có lợi luôn á. Để qua đi chứ. Mất 3 hút máu không lấy. Lại một cái mây rùa. Lại một cái hút máu. Mây rùa thì mình đánh chậm hơn. Từ sau lấy thì mạo hiểm quá. Không lấy cái nào hết. Trừ 5 hút máu. Cái này lấy cũng được. Bớt cái thục. Chào ta, bán nào không? Tầm đánh 40 là cũng tạm ổn rồi.
Bán cục xí ngầu đi. Tới cái quay cuối thì nhớ bán cái món này. Tưởng cách cỡ khúc gì mà nó vẫn bay vô được. Ui, nó ra màu đỏ luôn nè. Vậy hy sinh cây màu xanh dương này thôi. Cây này trước sau cũng phải bán à. Cốc hai giáp, dây chuyền không xài. Cái cốc hai giáp thì phải để ở trên này cho nó gần cây rìu. Thùng bớ bán bên cái được rồi đó. Em tài hút máu. Hai cái này 4 lót thì nó bù trừ cho nhau 25% sát thương cũng được. Giữ cái thùng. Tốc độ di chuyển rất là cao, rất là ngon, hợp với trang bị chân phái của mình. Này hai giáp bán đi. Gần tài phải gom hết lên trên. Chi mạng 22, ok. Chắc lại hy sinh cái này. Cái đây, một cái đây. Tầm đánh 36. Tầm 2-3 tuần nữa là bán cái đống mà đống dòm đó đi. Chính lúc đó đi.
Ê, đau cái gì? Một con, hai con, xong. Đàm mới có 100 mấy à? Đáng lẽ quay 15 mà đàm hơi gần cao. Lấy màu đỏ, hy sinh cái màu tím. Vậy thì một đôi là đủ rồi. Cái thùng này chứ sao không phải bán nữa. Mở ô dưới này hơn. Mười lăm máu, ba hút máu cũng được, nhưng mà nó bốn lót lận, bốn lót thì hơi phí á. Lấy cái này vô may mắn mình rớt cao rồi, để gold đồ đó lên may mắn 80 nè. Sao nó ra cái này nhiều dữ vậy ta? Nè. Bây giờ thì xí ngầu mình không cần nữa. Có cục này rồi. Cộng nhiều lắm, trừ cái 5 tầm đánh lấy luôn. Gã quái này gã hoài đó. Rồi đi thôi. Còn mấy lót đồ nhưng mà không thể chứa thêm nổi nữa. Giờ kinh tế khó khăn rồi đó. Chưa có trang bị chấn phái đâu hết. Đam thì bắt đầu thọt dần. Thùng đâu hết trời, không có một cái thùng luôn là sao? Được cái thùng với cả thùng nổ. Hai thùng với cả thùng nổ luôn. Sáu level vợ. Bảy đái. Dặn đóng kính đúp luôn. Bảy level đưa vợ. Nhờ mấy cái thùng á. Tăng được 14 không? Có cây đàn nữa nè. Có cây gậy 2 nè. Cái này cũng cắn luôn đó nè. Mất 5 máu nhưng 500 chí mạng nè cũng cao lắm. Xuống dưới. Ừ xuống dưới đi. Ủa đâu không? Cái mà bình thuốc thôi. Đây. Quên nó nâng sống. Đi gôn một hồi mới nâng. Ổng rồi. Cây này lấy thảm vô cũng được. Đặt chỗ nào thì nó cũng chỉ mà sẽ tắt với hai cái thôi.
đống này tí nữa thanh lý hết. Cây thường á, nếu như đặt cây không của bắp độ di chuyển cũng được, phải cuối bây giờ uống vô thì có thêm cái lót mà mình cũng có chỗ đâu để đồ, nên tốt nhất là không uống bây giờ. Rồi còn cái sót cái găng tay ở đây thì tí nữa cũng phải dời nó qua đây rồi. Bán cái này đi. Bán cũng không có gì thay. Ê, con quỷ chạy đâu ra vậy? Kiếm đi yên rồi ơi. Rồi ăn luôn hai hit. May mắn 80 mà nó không ra cái trang bị chấn phá cho mình. Anh em nào chơi cung cái này ngon, cái kiếm này kiếm đâm á, chả cái gì mình dùng được luôn. Đây cây thương chống phái của mình nè, tôi sẽ đặt nó bên đây nè, 2 4 6 7, 7 rồi, 7 thì nên đặt nó nằm ngang này. Cây này lên bán không ta? Chắc không đâu. Từng 18 tuần sau là bán hết đống kính lúp này luôn. 4 cái kính lúp. 4 đi. Không, tí nữa. Gào sao 4. Ngày 4 6 7 cũng được. Thà lấy thương xét này có nghĩa.
Bỏ ra thì ba cái này nó không sợ tắt với cái cây này nữa, cũng hơi phí. Nó đặt nó vòng qua đây quá. Sáu ngàn. Đặt 6.000 đi luôn. Một hai ba bốn cái này này cũng có tốc độ di chuyển nữa này luôn. Một giáp vô thì đặt ngay đây. Bây giờ là không có ép nữa nhưng mà nó tới 4 lót lận. Nặng lắm. Nâng cái này lên tím quá. Lại may rùa. Cắn đi. Lại ra nữa. Tỷ lệ nó tránh là có nhiều đâu. Giờ này hai ba quái tinh anh luôn đó, cẩn thận nha. Kìa nó kìa nó kìa, ba con rồi. Trông thấy thùng bỗng với anh ta. Còn thùng nổ không? Chín cái thương dài này DPS nó hấp sủng à, nó chỉ cộng cho 10 tầm đánh thôi mà tầm đánh mình sáu mấy rồi nên gần như không tác dụng gì luôn. Cái này vô nghĩa rồi, 15 hồi máu mỗi tầng gì nữa, từng hai tầng nữa là hết rồi. Trừ máu thì cũng được đi. Tính nó kéo hoài luôn.
Nên không? Vô sát thương không à, sát thương giờ có 100 mấy rồi, nó cứ vô hoài. Đây 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 đây, dọn kho luôn, không cần thùng nữa, không cần kinh nghiệm nữa. Cái gì bán được nữa không? Cái mà nãy nó tạo ra kẻ địch ở đâu ta? Cái này đúng không? Không. Có giờ thì sẽ giờ cái này đi. 2, 4, 6, 7. Rồi, 2, 4, 6, 7. Rồi, ok, đúng luôn. Ủa? À. Giờ tới cái này, lắp cái này vô là gần như xong game rồi đó. Nên đặt ở đâu đây? Chương trình này thôi. Ừ. Ủa? Sao vậy? Trời ơi, nó bị lỗi vậy?
6 tiền, 1, 2, 3 lót lẻ lẻ nữa chứ. Mình xét tương lên 335 là bỏ cái này ra, cái là còn 129 rồi. Giờ coi như là xong game rồi đó. Chưa có trái tim với mà cái đồ hút máu nữa. Không có hòm thùng bỗng gì đó. Trừ 4 tốc độ di chuyển, mất 10% sát thương luôn á, nhưng mà cứ cầm đại đi, phục hồi có 12 thôi nên cái này vô dụng. Trừ 5 hút máu cũng được, thuốc tới 500 lần nha. Lại mai rùa nó không ra cái trang bị chấn phái thứ hai của mình, nó cứ ra ba cái gì không mà. Vô đại đi. Giờ còn tài nguyên tài bổng gì nữa. Thiếu hai cái trang bị chân phái là cái trái tim á, cái trái tim với mà cái cục hút máu, nhưng mà nhiêu đây chắc cũng đủ rồi. Này vẫn còn màu tím, cái mặt nạ này thì tốt nhất để đây, tăng lên được một tốc độ di chuyển nữa chọn trăm luôn đó. Rảnh rảnh thì dời cái bộ găng tay này qua bên phải nè, xong rồi nhét hai cái mai rùa vô ngay chỗ này. Thôi làm luôn đi cho nó tối ưu. Không, cái găng này để dưới, cái găng này để trên. Mày gùa này mới đúng.
Rồi, phá đảo game thôi. Boss cũng trụ được 8 giây. Sau 5 giây nó mới ra. Rồi, ok. Coi như con game này kết thúc tại đây được rồi. Tại vì hiện tại thì vô cái gì chơi nữa. TBS có 12k. Thiếu hai cái trang bị chống phái. Chỉ có một trang bị chống phái duy nhất là cái yên ngựa này thôi. Nhưng mà cũng đủ qua màn. Để tôi kiếm game gì nó chơi đây. Bữa nay với ngày mai thì được nghỉ thứ bảy chủ nhật nên dư dả có thời gian và rất tối tính chờ tiếp tục vô chăm sóc cái con mà Logic tích cấp.